Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn mọi người cách tải game Core. Thì đầu tiên để mà có được game để mà cải được á, thì mọi người cần phải vô cái đường link này nha, epicgame.com nè, đó, epicgame.com. Thì mọi người mà ai mà chưa muốn lười đánh quá thì chỉ cần đánh chữ Epic Game vô Google rồi tự động rồi click vô cái đường link của nó thì nó sẽ dẫn vô đây thôi. Thì đầu tiên là mọi người cần phải đăng ký một tài khoản. Thì cái việc đăng ký thì Kia chắc cũng sẽ không hướng dẫn đâu, tại vì đăng ký dễ quá rồi, giờ đăng ký mà không đăng ký được nữa thôi tôi cũng bó tay luôn. Thì mọi người có thể đăng ký bằng cách là tài khoản bằng Facebook nè, hoặc là sử dụng Google gì đó. Còn không thì mọi người muốn tự sử dụng một cái email nào khác thì mọi người sẽ click ở trên này. Rồi. Đó, thì mọi người sau khi mà mọi người đăng ký xong một cái tài khoản đúng không? Thì mọi người sẽ bấm tiếp vô cái phần mà Get Epic Game nè. Đấy, bấm vô. Cái góc trên này nha. Ê, đó, Get Epic Game, bấm vô một cái. Rồi đợi một xíu, đây. Nó sẽ tải ở phía dưới nè. Đó, mọi người thấy không? Nó đang tải phía dưới nè. Thì sau khi tải xong á, mọi người sẽ click vô. Đó. Rồi, bấm Run. Rồi thì sau khi mà mọi người bấm lên á thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện như thế này. Và nó sẽ khác một chút nha, tại vì cái này Kia cài rồi. Cài rồi thì nó sẽ như thế này, còn mà chưa cài á là nó sẽ cho mình chọn cái ổ đĩa mà mình cần cài. Và mọi người lưu ý là mình không lưu cái Epic Game này vào ổ C, mình lưu ổ khác đi, đừng có lưu vào ổ C, tại ổ C là ổ chứa Windows, nó chứa ổ C riết rồi nó full này nọ thì mất công lắm. Đấy, mọi người nên chứa ổ khác nha. Và sau đó mọi người sẽ bấm Install. Đấy, rồi mọi người chờ đợi một vài giây á, thì sau khi mà vài phút gì đó thì sau khi nó cài đặt xong thì nó sẽ báo ra cái bảng này. Đấy, rồi sau đó mọi người bấm Finish. Đó, vậy là xong. Thì sau khi mọi người bật Epic Game lên á, thì mọi người đăng nhập cái tài khoản mà mọi người mới vừa tạo ở trên trang này. Đấy, thật ra cái tài khoản này là cái tài khoản để mà mọi người chơi luôn cái game Core luôn. Đấy, nên là mọi người cố gắng nhớ nha, nhớ tài khoản nha. Rồi, đây. Đây là cái giao diện. Đây là cái giao diện của bên khi mà Kia đăng nhập vô nè. Đó, khá là nhiều game. Mấy game này thường ở bên này nó free nhiều lắm mọi người, nên là tôi lấy về sẵn nhưng mà tôi đâu có cài đâu, cài mấy cái này hao ổ cứng thấy mò luôn á. Rồi thì mọi người sẽ bấm vô Score nha. Đó, bấm vô Score, sau đó bấm Search. Ở trên này mọi người gõ chữ Core, tích vô một cái là nó sẽ dẫn tới đúng cái trang cài đặt của cái game đó luôn. Đó, đây game Core đây nha mọi người. Thì mọi người sẽ tích vô đây để mà get nó. Thì sau khi mà mọi người click vô Get xong thì nó sẽ tự động, nó nằm ở cái mục Download ở bên này và nó sẽ tự động nó download cái game này xuống. Thì tầm khoảng 4.5GB gì đó. 4.5GB, bạn nào mạnh thì chừng 5-10 phút là coi như là xong, còn bạn nào mà mạng yếu thì xác định vô giờ khoảng 1-2 tí gì đó, mà khi vô được game rồi thì lắc lên lắc xuống. Thì tại vì game này là nó không có mấy chủ ở châu Á đâu mọi người, mấy chủ ở trong Mỹ, châu Âu không à, nên là mạng nào mà yếu thì xác định là chơi game này nó sẽ rất là khó khăn à, nhớ nha. Rồi thì sau khi mà cài đặt xong hết này nọ thì mọi người sẽ bấm vô Library đây, và nó sẽ sáng tươi như thế này nè. Đấy, sáng tươi như thế này là mọi người là cài đặt thành công nha. Còn nếu như mà xám xịt như mấy cái này á thì chưa đâu, nó không có gì hết đó. Rồi sau đó mọi người sẽ click double vô đó, click hai lần vô là tự động nó sẽ mở cái game lên đấy, và sau đó là mình sẽ bắt đầu chơi thôi đấy. À, ai mà đăng nhập lần đầu là nó sẽ hỏi là bạn muốn đặt tên gì nha. Thì Kia không muốn đặt, Kia vẫn để cái chữ cái name cũ đó. Đấy. Còn bạn nào mà muốn đổi thành tên khác thì cứ đổi thôi. Rồi, vô rồi. Thì có một số bạn nói là hỏi Kia là game này có chơi được trên điện thoại không anh? Ừ, không nha. Game này là không có chơi được trên điện thoại đâu, nên là mọi người đừng có mơ mộng là muốn game này có trên điện thoại. Không có đâu, game này nặng lắm mọi người. Về cấu hình nó đẹp hơn, nó nặng hơn bên Roblox nhiều đấy, không phải đùa đâu. Đấy. Thì ở đây là mọi người khi vô giao diện này thì mọi người vô đây mò thì chắc cũng ra rồi. Đấy. Thì đây là bước đơn giản để mà mình có được một cái game Core này. Thì nếu như mà bạn nào mà chưa rõ nữa thì comment ở phía dưới thì Kia sẽ giải thích hoặc là inbox riêng nhé. Đấy. Rồi thì ok, thì Kia sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như mà bạn nào làm được rồi á thì bỏ lại cho Kia một like, một share và một subscribe nhé. Bye bye.